Ok, hello, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của INV Venture và mình là Mr. Ken. Trong video lần trước thì mình đã chia sẻ đến cho các bạn về các khái niệm cơ bản về Bitcoin và cũng như là cách để chúng ta có thể là research tìm kiếm được những cái thông tin chất lượng nhất ở trong thị trường cryptocurrency mỗi ngày. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu hơn nữa về cách kiếm tiền với Bitcoin, cụ thể là đảo Bitcoin các bạn nhé. Ok, và trước khi bắt đầu video này thì như thường lệ, nếu như các bạn thấy video này hay và mang nhiều thông tin hữu ích thì có thể là like và subscribe kênh YouTube của bọn mình. Đồng thời là tham gia vào trong cộng đồng Telegram và Twitter của INV để được cập nhật về những video mới nhất và cũng như là những kiến thức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nào. Hiện nay thì như chúng ta đã biết là có khá là nhiều cách để chúng ta có thể là kiếm được tiền ở trên thị trường crypto. Có thể kể đến như là trade này, giao dịch, airdrop bounty làm retroactive hoặc là chúng ta trở thành một dev của lĩnh vực blockchain. Tuy nhiên thì những cách ở trên thì dành cho những người chúng ta có kinh nghiệm, có chuyên môn cũng như là có một nguồn vốn nhàn rỗi và dành nhiều thời gian cho crypto. Vậy thì ngược lại với những người mà chúng ta không có nhiều thời gian mà vẫn muốn có được cái nguồn thu nhập từ Bitcoin, từ crypto thì vẫn còn một cách khá là truyền thống nữa, đó chính là việc chúng ta đào coin. Hay phổ biến nhất đó chính là đảo Bitcoin các bạn nhé. Vậy thì đảo Bitcoin là gì? Đảo Bitcoin là một hành động mà chúng ta sẽ sử dụng máy đào chuyên dùng để giải các thuật toán và nhận về phần thưởng là Bitcoin. Nếu xét về góc độ kinh tế thì đảo Bitcoin đơn giản là chúng ta sẽ kiếm Bitcoin và sau đó thì bán ra để thu về cái lợi nhuận. Còn nếu như mà chúng ta xét về mặt công nghệ thì việc đảo Bitcoin có nghĩa là chúng ta sẽ duy trì cung cấp dữ liệu vào blockchain của Bitcoin, giúp cho mạng lưới ổn định và phát triển. Và nói đến đây thì các bạn sẽ hiểu được cái vai trò quan trọng của các thợ đào Bitcoin là như thế nào đúng không nào? Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn chuyển Bitcoin từ Việt Nam sang nước ngoài, nếu như mà không có thợ đào thì sẽ không có ai xác nhận được cái giao dịch này để mà đưa vào các block, kết quả là sẽ không thể gửi tiền được. Vậy thì đào Bitcoin có vi phạm hay không? Câu trả lời này thì còn tùy thuộc vào các quốc gia mà chúng ta đang cư trú. Đối với Việt Nam chúng ta thì hiện tại vẫn chưa có luật cụ thể nào về việc đảo Bitcoin, nên có thể nói rằng là nếu như mà chúng ta tham gia vào những hoạt động này thì hiện tại là không phạm luật. Điển hình là trong khoảng thời gian sôi nổi nhất về crypto thì nhiều người đã bỏ khá là nhiều tiền để mua rất là nhiều các VGA để đào. Thậm chí trong năm 2011 thì đã có một bước tiến rất là lớn đối với crypto. Đó là một số quốc gia đã chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán hợp pháp, mở đầu là El Salvador với đạo luật Bitcoin. Thị trường crypto nhiều lần đã bị ảnh hưởng nặng nề sau hàng loạt những cái phức đàn áp từ Trung Quốc. Cụ thể thì chính quyền nước này đã đưa ra lệnh cấm đào và cũng như là khai thác Bitcoin trong đại lục. Đặc biệt là các quy định này thực hiện nghiêm ngặt ở các vùng khai thác chính như là Tứ Xuyên, Nội Mông, dẫn đến là thợ đào ở đây đã di chuyển thiết bị ra khỏi quốc gia của họ. Vậy thì cơ chế và thuật toán đào Bitcoin là gì? Đầu tiên thì chúng ta cần phải biết rằng là chỉ có 21 triệu Bitcoin có thể được đào ở trên thế giới. Và theo dự kiến thì đồng Bitcoin cuối cùng sẽ được đào vào năm 2140. Về cơ bản thì Bitcoin blockchain sẽ sinh ra mỗi block trong khoảng thời gian nhất định và các thợ đào sẽ làm những nhiệm vụ đưa thông tin các giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian này vào block. Thông tin này sẽ được mã hóa bằng thuật toán là SHA-256. Thuật toán này sẽ mã hóa các dữ liệu thành một đoạn mã dài 256 bit, tức 64 ký tự bao gồm chữ và số. Chi phí để đào được Bitcoin nếu mà theo chuẩn thì cực kỳ là tốn kém. Chúng ta cần phải chuẩn bị rất là nhiều các VGA có cấu hình mạnh và giá của các VGA cũng khá là đa dạng tùy theo các cấu hình. Nhìn chung thì cũng trải dài từ khoảng là 500 đô đến là 2.000 đô cho một VGA các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta cần phải có một cái khu vực đủ rộng để chứa hết được tất cả những cái máy đào của chúng ta, hay còn gọi là các trâu đào. Như hình ảnh ở trên màn hình thì các bạn cũng có thể thấy được rằng là thực tế thì các xưởng đào có diện tích rất là lớn. Nếu mà chúng ta không có một cái mô hình bất động sản của chính chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta cần phải bỏ thêm một khoản chi phí rất là lớn để mà chi trả cho cái tiền thuê đất mỗi tháng các bạn nha. Và để mà vận hành được tất cả những cái VGA, tất cả những cái máy đào như thế này thì chúng ta cần phải có một cái nguồn điện cực kỳ là mạnh. Bởi vì những VGA như thế này thì tiêu thụ điện năng rất là lớn. Và do đó thì trong quá trình hoạt động các máy đào cũng sẽ tỏa ra một cái lượng nhiệt cực kỳ lớn. Cho nên chúng ta cũng cần phải sắm thêm rất là nhiều máy lạnh để làm mát cho các VGA. Và đó chính là lý do mà rất là nhiều miner có kinh nghiệm họ sẽ chọn những nơi lạnh lẽo, ít người qua lại để tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí.
càng nhiều càng tốt, từ việc giảm bớt số máy lạnh cho đến việc là thuê đất thì giá cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị được những cái công cụ cần thiết để chúng ta đào được Bitcoin thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho mình những cái ví crypto để mà chúng ta có thể là lưu trữ và rút Bitcoin về sau khi đào thành công, cũng như là chúng ta cần phải có các cái tài khoản sàn để chúng ta có thể là đưa Bitcoin từ ví lên sàn và thực hiện giao dịch kiếm lợi nhuận các bạn nhé. Ví Bitcoin là ví được dùng để đăng ký trang web, lưu trữ và chuyển Bitcoin lên các sàn giao dịch. Hiện nay thì có khá là nhiều ứng dụng cho phép lưu trữ Bitcoin, có thể kể đến như là Trust Wallet, Treasure, Ledger Nano S hay là Exodus. Ở Việt Nam chúng ta thì đa phần là chúng ta sẽ sử dụng các loại ví như là ví Coin98 Wallet này, ví Blockchain hay là ví Coinspace. Đó là bài toán về ví lưu trữ. Còn về tài khoản sàn thì sau khi mà chúng ta đã đào được Bitcoin xong thì chúng ta sẽ có thể là, một là các bạn sẽ hold số lượng Bitcoin đó ở trong ví và chúng ta sẽ chờ đợi thời gian thật là dài để đủ cho cái sự bùng nổ và phát triển của Bitcoin trong tương lai. Và cách thứ hai thì các bạn cũng có thể là bán Bitcoin trực tiếp ở trên các sàn giao dịch để mà quy đổi ra tiền mặt dành cho những ai mà chúng ta thích sự an toàn. Ở trong video lần trước thì mình cũng đã có chia sẻ đến cho các bạn về một số cái sàn giao dịch hàng đầu hiện nay như là sàn Binance, sàn Huobi, sàn Coinbase, FTX hay là sàn KuCoin. Và các bạn hoàn toàn là chúng ta có thể tạo tài khoản miễn phí thông qua các đường link mà bọn mình để phía dưới phần mô tả của video để sở hữu được những cái tài khoản giao dịch ngay bây giờ các bạn nhé. Ok, và đó là những khái niệm căn bản nhất về việc đào Bitcoin. Nếu như có thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới phần bình luận của video và bọn mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn nhanh nhất có thể. Và đừng quên là tham gia vào trong cộng đồng Telegram và Twitter của INV để được cập nhật về những video mới nhất cũng như là những kiến thức mới nhất của thị trường crypto các bạn nhé. Video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.